tóm tắt truyện Godzilla S-Kong The Hunted. Đây là tiểu thuyết đồ họa tiền truyện của phim Godzilla S-Kong The New Empire, phát hành thông qua nền tảng kỳ quỹ Kickstarter vào ngày 28 tháng 2 năm 2024. Truyện mô tả về hành trình tiếp theo của Kong trong trái đất rỗng, cũng như cho thấy mối đe dọa tiếp theo từ con người dành cho Kong. Ngoài ra, truyện cũng mô tả về những hoạt động của Godzilla, tiết lộ lý do vì sao dẫn đến cuộc chiến của nó và Skylla trong bộ phim GSK Đế chế mới. Nhân tiện, truyện này có một số lỗi hiển thị kích thước nhân vật, kích thước của một số sinh vật và công trình xuyên suốt truyện không nhất quán một cách đáng chú ý, chẳng hạn như kích thước của Godzilla so với một dàn khoan dầu và hai ngư dân, Titan Hunter so với các nhân vật của công ty và xác của Skull Buffalo, và Kong so với hai con Spy Prowler con. Ok, chúng ta đi vào nội dung nhé. Đang uống nước từ một con suối ở trái đất rỗng, Kong bị phục kích bởi một con Titan nhỏ hơn giống với mèo tên là Spy Prowler, mình tạm dịch là kẻ săn cuộc sống. Nó tóm lấy cổ họng sinh vật này và đập nó xuống đất. Nhưng con mèo né được đòn tiếp theo của Kong và thoát khỏi sự kìm kẹp khi Kong tóm lấy đuôi nó. Khi nó lao vào Kong lần nữa, Kong đánh bay nó đi bằng một cú đấm. Nó rút lui khi Kong đập ngược trong chiến thắng. Tuy nhiên, nó dẫm lên một cái bẫy áp lực và kích hoạt một loạt mũi tên kim loại nhiễm điện từ các bệ phóng gần đó. Một người đàn ông đầy sẹo gần đó là Raymond Martin đã yêu cầu mang con Titan đi. Bernie Hayes, người dẫn chương trình podcast Sự thật về Titan, đã đưa tin về cuộc tấn công của Godzilla vào một giàn khoan dầu ở Đại Tây Dương, nơi đã bị bỏ hoang từ năm 2020. Các máy bay chiến đấu của Mỹ bay trên đầu, nhưng họ không bắn Godzilla khi nó đốt giàn khoan bằng hơi thở nguyên tử của mình. Hayes nhắc nhở người xem rằng Godzilla luôn hành động có mục đích, nhắc nhở họ về cuộc tấn công của nó vào Apex Cybernetics ở Pensacola, khi công ty này đang bí mật xây dựng Mecha Godzilla. Anh ta quyết tâm tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy cuộc đột kích mới nhất này. Các bạn có thể đặt mua áo Godzilla hoặc khủng long tại trang áo godzilla.com để ủng hộ mình. Hình ảnh được in vào áo bằng công nghệ in chuyển nhiệt đem lại chất lượng cao nhất. Trên một hòn đảo xa xôi, Martin nhận cuộc gọi để xác nhận rằng Monarch sẽ duy trì hợp đồng với công ty của hắn ta, OM Construction. Hắn đi qua một căn phòng chứa đầy các siêu loài quái vật được phân loại và đi ra ngoài để chứng kiến sự xuất hiện của con Spy Prowler bất tỉnh trên một con tàu chở hàng. Lúc này, tại trái đất rỗng, Kong đang ngồi trên một mỏm đá cùng với chiếc rìu làm từ vây Godzilla bên cạnh. Đột nhiên, Kong nhìn thấy một hang động phía đằng xa và quyết định đi tìm hiểu. Đây là khu vực có những tảng đá nhỏ nổi trên không. Cuối cùng, Kong cũng vào được cửa hang. Bên trong chứa rất nhiều bộ xương của các Titan khác nhau. Kong đặt tạm chiếc rìu xuống đất. Có rất nhiều bức vẽ quái vật được mô tả trong hang, trong đó bao gồm trận chiến giữa Skullcrawler và Wombat. Hình ảnh về Camazotz, Dirk, trận chiến giữa Godzilla và một con Titan thuộc loài Kong. Thậm chí có cả bức tranh mô tả trận chiến giữa Godzilla và Shimo. Kong tỏ ra ngạc nhiên trước những thứ đó. Martin đã tạo nên một con Titan máy xịn sò với chi phí tổng cộng là 500 triệu đô la Mỹ. Mong muốn của hắn là sử dụng nó để săn lùng và giết chết các Titan khác. Vì thế, nó có tên gọi là Titan Hunter. Hiện hắn đã bắt một con Spy Prowler về với mục đích thử nghiệm khả năng vận hành và chiến đấu của cỗ máy. Tuy nhiên, hắn vẫn sợ cuộc thử nghiệm này sẽ lôi kéo sự chú ý của vua quái vật Godzilla. Một cấp dưới báo cáo với Martin rằng một lò phản ứng mồi nhử nhằm thu hút sự chú ý của Godzilla đã sẵn sàng, một biện pháp phòng ngừa để ngăn nó can thiệp vào cuộc thử nghiệm sắp xảy ra của Martin. Trong đó, cỗ máy khổng lồ Titan Hunter sẽ chiến đấu chống lại Spy Prowler. Mồi nhử đã thu hút Godzilla thành công và Martin bước vào ghế phi công, kích hoạt cỗ máy. Hayes quay trở lại phòng thu âm của mình với nhiều thực phẩm trên tay và nhận thấy một cảnh báo về Godzilla khác đang vang lên. Nó báo cáo rằng vua quái vật đang đến gần Ấn Độ và choáng váng khi Skylla bất ngờ xuất hiện trên bờ biển trước tiên, ngay trên đường đi của Godzilla. Titan Hunter giết chết Spy Prowler một cách tàn nhẫn trong một đấu trường có tường bao quanh bằng một loạt đòn đánh tốc độ cao, mặc dù sinh vật này suýt nữa trốn thoát được bằng cách leo lên bức tường. Martin gần như hài lòng với cuộc chiến, nhưng hắn cho rằng sức mạnh giảm sút của cỗ máy có thể gây nguy hiểm nếu chiến đấu với các Titan lớn hơn. Một cấp dưới khác báo cáo phản ứng của Skylla đối với lò phản ứng mồi nhử. Nguyên nhân đã dẫn Titan này đến nhà máy điện hạt nhân Kudankulam. Hải quân Ấn Độ điều động các máy bay chiến đấu, nhưng Skylla dễ dàng tiêu diệt chúng trước khi dùng chân đâm vào cả hai bộ phận của nhà máy điện và gây ra một vụ nổ hạt nhân.
Sau đó, con Titan nhện bao phủ khu vực này trong một chất ô nhiễm giống như sương mù, hấp thụ bức xạ và quay trở lại biển. Mochin nhớ lại cuộc tấn công của Muto Cái vào một tòa nhà mà hắn đã giúp xây dựng vào năm 2014, khiến hắn bị sẹo và dẫn đến cái chết của cha mẹ, vợ và con trai hắn. Hắn quay trở lại hiện tại theo lời thúc giục của cấp dưới, gọi cuộc tấn công bất ngờ của Skylla là một lý do khác để tiêu diệt tất cả các Titan, và hài lòng ghi nhận rằng chiếc chuyên cơ chở lò phản ứng mồi nhự của chúng đã bị đánh chìm, che giấu dấu vết của chúng. Hayes báo cáo Godzilla nổi lên để quan sát tàn tích của nhà máy điện và dự đoán rằng sự phá vỡ trật tự tự nhiên của Skylla đã khiến Godzilla biến con Titan này trở thành mục tiêu săn đuổi. Một tuần sau, Mochin đến một điểm vào trái đất rỗng để chuẩn bị cho một cuộc đi săn và thấy một báo cáo về một cuộc tấn công mới của Godzilla. Nó đã đến thăm phòng thí nghiệm hạt nhân của Vương quốc Anh ở Preston vài giờ sau khi Skylla sang bằng nơi đây. Tiếp theo, con Titan nhện nuốt chửng năng lượng hạt nhân từ tên lửa hạt nhân của Mỹ được cất giữ bí mật tại căn cứ không quân Aviano ở Ý. Mặc dù Godzilla vẫn chưa phản ứng với cuộc xâm nhập này, Hayes suy đoán về động cơ của Skylla, đưa ra giả thuyết rằng nó có thể đang chuẩn bị tái tạo hoặc hấp thụ đủ bức xạ để có thể thách thức Bitri. Người dân sớm nhìn thấy nó ngoài khơi bờ biển Ý. Khi Godzilla đang bị phân tâm, Mochin du hành đến trái đất rỗng trên một chiếc Hav và tìm thấy Titan Hunter đang đợi bên dưới. Một thuộc hạ đảm bảo với hắn rằng chúng đã hối lộ cho các tổ chức để cho hắn quyền tự do hoạt động trong 48 giờ tới. Titan Hunter đầu tiên tóm lấy đuôi của một con Wombat đang ngủ, giết chết nó trước khi nó có thể phản công bằng cách đập nó vào một tảng đá. Công đang nhai một chiếc xúc tu khổng lồ màu xanh lá cây, cảm nhận được kẻ xâm nhập và lao vào hành động. Tiếp theo, Mochin giết một con trâu Skrr ăn cỏ và yêu cầu hai người đàn ông nhận nhiệm vụ vận chuyển xác chết. Rời khỏi cổ máy, Mochin tìm thấy dấu vết của một con Spy Prowler khác. Đầu tiên, nó gặp hai con Spy Prowler nhỏ và chuẩn bị nghiền nát chúng, nhưng bị mẹ chúng chặn lại. Skylla lúc này đang tấn công Rome, trong khi Bernie đang suy nghĩ về sự chớ trêu của biệt danh thành phố vĩnh cửu của thành phố này. Godzilla xuất hiện ngay sau đó và hai Titan lao vào nhau. Cái kết của trận chiến này thì sau đó sẽ được tiếp tục ở trong phim Godzilla X Kong The New Empire. Và có lẽ các bạn cũng đã biết hết rồi, Skylla bị Godzilla hạ gục rất dễ dàng và đi bán muối. Công xác định vị trí chiếc xe tải mà Skrr Buffalo được chất lên và phá hủy nó. Mochin nhận thấy vụ nổ do Công gây ra khi Spy Prowler ghim Titan Hunter xuống đất, sau đó đâm con Titan xuyên qua ngực bằng một trong những chiếc sừng trên đầu của máy. Hắn nói rằng con Spy Prowler mẹ đã chiến đấu rất tốt. Sau đó hắn tìm thấy đàn con đang trốn trong một khu rừng gần đó. Hắn lại bị phá bỉnh, lần này là bởi Công, người đứng trước đàn con một cách bảo vệ. Mochin chế giễu Công, quyết tâm khẳng định lại quyền lực tối cao của loài người bằng cách giết chết kẻ thống trị của trái đất rỗng. Nó giáng những đòn đầu tiên, bóp cổ Công và ném nó xuống đất. Công trả đũa bằng cách nắm lấy tay cổ máy và tung một cú song phi để đẩy ngã nó. Sau khi chịu một cú đấm, Công sử dụng đòn Smackdown, khiến robot lủng lẳng trên mép vách đá. Sau khi Mochin tỏ ra phẫn nộ trước sự bất công hắn chịu, Công để robot rơi xuống. Cú ngã khiến Titan Hunter tan nát. Mochin sống sót nhưng bị hai con Spy Prowler nhỏ ăn thịt. Clip tóm tắt truyện GSK The Hunted của mình hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Nhân tiện mình đã từng tóm tắt 5 tựa truyện về Godzilla khác mà các bạn có thể thích xem. Mình sẽ ghim chúng trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.